Vâng, thưa quý vị, đến với chuyên mục Mỗi ngày một con số, ngày hôm nay Minh Vi muốn nhắc đến con số 4 triệu người. Đây là mức chênh lệch giữa nữ giới và nam giới tại Việt Nam vào năm 2050, theo dự báo của Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình. Cụ thể, theo đơn vị này, hiện Việt Nam đang nằm trong nhóm 15 nước có tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Đáng lưu ý, các gia đình càng có điều kiện kinh tế, học vấn cao thì lại càng có xu hướng chọn giới tính khi sinh. Nếu như năm 2006 cứ gần 110 bé trai có 100 bé gái, thì đến năm 2013 con số này tăng lên là 113,8 trên 100 và hiện là 112 bé trai trên 100 bé gái. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình cảnh báo đến năm 2050, Việt Nam sẽ thiếu 2,3 cho đến 4,3 triệu phụ nữ, trong khi hiện tại mới thiếu hụt vài trăm nghìn. Cùng với đó, tỷ lệ sinh tại Việt Nam cũng có xu hướng giảm. Nếu như giai đoạn những năm 60 thế kỷ trước, trung bình mỗi phụ nữ Việt Nam đẻ khoảng 6 cho đến 8 con, từ năm 2005 cho đến nay, Việt Nam duy trì mức sinh thay thế là 2 cho đến 1 con một phụ nữ và còn đang giảm.